xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, ngay khi trốn vào Khương Lan Giới, thì Tần Vũ liền biến Khương Lan Giới thành một hạt bụi bám lên trên người ngao khô. Mà lúc này ở bên trong Khương Lan Giới, nghe đám người bằng ma hoàng nói chuyện thì Hắc Vũ mới biết được thân phận của mình, mà cha mẹ của hắn cũng bị bằng ma hoàng hãm hại nên mới bỏ mạng. Về phía bằng ma hoàng, vì nóng lòng muốn tiêu diệt Hắc Vũ, nên hắn cùng với thuộc hạ của mình liền hợp sức thi triển ra tỏa nguyên luyện hỏa trận để tìm tung tích ba người Hắc Vũ, vì hắn biết rõ ba người này biến mất như thế chắc hẳn là đã trốn vào bên trong thiên vũ tiên phủ hiện tại vẫn còn đang ở trên hoàng sư sơn này thế nhưng hắn lại không phát hiện ra ngay khi mấy người bọn hắn ra ngoài để bố trí tỏa nguyên luyện hỏa trận thì có một hạt bụi rất nhỏ từ trên người ngao khô rơi xuống về phía mấy người tần vũ sau khi thoát ra được bên ngoài thì bọn họ lặng lẽ rời khỏi hát điểu tinh đi đến lưu lam tinh của hỏa tinh vượt ngay mà trong thời gian mấy người tần vũ chạy đến lưu lam tinh thì mấy người bằng ma hoàng vẫn chăm chỉ luyện hóa từng hạt bụi trên đỉnh hoàng sư sơn với ý định tìm ra được Thanh Vũ Tiên phủ mà đám người Tần Vũ trốn vào. Theo thời gian qua đi, khi đã luyện hóa tất cả những thứ trên đỉnh Hoàng Sư Sơn thế nhưng cũng không phát hiện được gì, thì lúc này bằng ma hoàng mới chịu dừng lại, chấp nhận hiện thực là Hắc Vũ đã chạy thoát. Quay lại với đám người Tần Vũ, thì lúc này cả đám đã đến được Lưu Lam Tinh. Ngay khi vừa đến tinh cầu này, Tần Vũ liền giao cho Sóc Yến một nhiệm vụ, đó là trong vòng 100 năm phải hoàn toàn khống chế được tinh cầu này, bất kỳ ai tiến vào nơi đây đều phải biết rõ hành tung và lai lịch của bọn chúng. Còn về mấy người bọn họ, do còn đang chạy trốn khỏi truy sát của bằng ma hoàng thế nên cũng không tiện ở lại nơi này, mà tiểu hắc đồng thì cũng không thể cứ theo bọn họ chạy trốn mãi được. Nên Tần Vũ quyết định cho Hắc Đồng ở đây với Sóc Yến, dùng thân phận là đồ đệ của Sóc Yến để sinh hoạt trong tinh cầu này. Phân phó xong xuôi mọi việc, thì mấy người Tần Vũ lập tức ly khai rời khỏi nơi đây luôn. Sau khi từ biệt, Sóc Yến liền dẫn Hắc Đồng vào trong thành trì của Lưu Lam Tinh, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Tần Vũ giao cho. Còn Hắc Vũ, Hầu Phí và Bạch Linh thì ở trong Khương Lan Giới tu luyện 1.000 năm, cũng tương đương với thời gian 100 năm ở bên ngoài. Về phía Tần Vũ, thì hắn cũng không có vào Khương Lan Giới, mà lại tiến vào không gian vũ trụ để tu luyện, với ý định sẽ cảm ngộ được chút gì đó để giúp cho công pháp tinh thần biến của bản thân có đột phá. Trong thời gian ba huynh đệ Tần Vũ cắm đầu cắm cổ tu luyện, thì bằng ma hoàng vẫn không ngừng cho người điều tra tung tích của bọn họ, thế nhưng kết quả thì vẫn không thu được gì. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tìm được hành tung của mấy người Tần Vũ, nhưng trong thời gian đó hắn lại nhận được lời mời hợp tác của đôi vợ chồng Vũ Hoàng và Huyền Đế, cùng nhau tiêu diệt ba huynh đệ Tần Vũ, điều này làm hắn vui mừng không thôi, thế là hắn lập tức đồng ý ngay. Tuy rằng đã có thêm trợ lực, thế nhưng mấy chục năm qua đi, thì Vũ Hoàng và bằng Ma Hoàng cũng không tra ra được chút tin tức nào cả, giống như ba người Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Quay lại với Tần Vũ, hơn 100 năm cảm ngộ ngoài không gian vũ trụ, thì tinh thần biến của hắn cũng có được những bước tiến nhất định, làm cho thực lực của hắn đề thăng lên không ít. Vui mừng vì có thu hoạch, Tần Vũ liền quay lại Lưu Lam Tinh ngay để xem nhiệm vụ khi trước Sóc Yến làm đến đâu rồi. Ngay khi Tần Vũ bước chân vào trong một tòa thành trì của Lưu Lam Tinh thì không lâu sau Sóc Yến đã có mặt tiếp đón, sau đó liền đưa Tần Vũ đến phủ đệ của mình, rồi báo cáo qua tình hình của nơi này cho hắn nghe. Theo như nàng ta nói thì hiện tại Lưu Lam Tinh không có người của bằng Ma Hoàng ở đây, hiện tại tinh cầu này đã được nàng triệt để kiểm soát khẽ gật đầu tán thưởng tần vũ liền để cho đám người hầu phí hắc vũ bạch linh và ốc lam ra ngoài vì lâu năm chưa gặp được con gái thế nên vừa ra đến nơi thì bạch hinh và hắc vũ liền chạy đi gặp tiểu hắc đồng ngay và tối ngày hôm đó một buổi yến tiệc linh đình liền được tổ chức để mọi người có thời gian ăn uống trò chuyện với nhau sau một thời gian dài không gặp mặt mấy ngày sau đó không một ai tiến vào khương lan giới tu luyện cả mọi người đều ở bên ngoài thưởng thức không khí yên bình của tinh cầu này về phía Hắc Đồng, có lẽ đã chơi chán ở đây rồi, nên nàng liền xin phép cha mẹ cho mình đến Lục Lam Tinh dạo chơi. Hắc Vũ nghe xong thì phản đối ngay, bởi vì hiện tại bằng Ma Hoàng vẫn không ngừng tìm kiếm bọn họ, thế nên hắn không muốn con gái đi quá xa nơi này. Bị cha thẳng thừng từ chối như vậy, nàng cũng chỉ còn cách đi cầu cứu sự giúp đỡ của Đại bá Tần Vũ mà thôi. Và sau khi Đại bá ra mặt thì cha nàng cũng đồng ý cho đi chơi, với điều kiện Đại bá sẽ đi theo để quản thúc lúc này được ra ngoài đã là tốt lắm rồi, nên Hắc Đồng cũng không dám đòi hỏi nhiều, vì thế nàng liền đồng ý với cha mình luôn, sau đó thì cùng đại bá Tần Vũ khỏi hành luôn. Do sử dụng đại na di để di chuyển, thế nên rất nhanh Tần Vũ và Hắc Đồng đã đến được Lục Lam Tinh rồi. Ngay khi vừa đến tinh cầu này, Hắc Đồng liền quay sang nói với Tần Vũ là bản thân muốn đi chơi một mình, không muốn đại bá đi theo. Tần Vũ nghe xong thì cũng đồng ý luôn, hắn muốn nhìn xem tiểu Hắc Đồng đến đây để làm gì, thế nên ngay khi Hắc Đồng vừa đi, thì linh thức của Tần Vũ liền tỏa ra bao phủ khắp Lục Lam Tinh này. Theo đó tất cả hành động của tiểu Hắc Đồng đều bị hắn thấy hết. Không lâu sau đó, thì Tần Vũ cũng biết mục đích chuyến đi này của Hắc Đồng, hóa ra con bé này đã động tình, lần này đến đây là để gặp trai. Qua mấy câu giao tiếp của hai đứa nhỏ này, Tần Vũ cũng biết được chàng trai kia tên là Quách Phàm, tu vi của hắn chỉ là nhất cấp yêu vương mà thôi, còn yếu hơn cả Hắc Đồng nữa. Mà lúc này đang vui vẻ nói chuyện với Hắc Đồng trên đường, Quách Phàm cũng không biết bản thân đang bị đại bá của Hắc Đồng chú ý tới vừa đi vừa nói chuyện, đôi nam nữ này cứ thế dảo bước trên con đường, kỳ thực bọn họ cũng không biết bản thân đang đi đâu nữa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cô nương, ngươi cũng là người của ưng tộc ta. Lời này vừa dứt, thì có ba tên nam tử đã xuất hiện trước mặt hai người hát đồng rồi. Còn đang không biết ba tên này là ai, tại sao lại chặn đường mình như thế, thì một tên trong số đó đã tiến lên giới thiệu bản thân. Theo như hắn nói thì hắn chính là lưu cù của ưng tộc, tương lai sẽ kế nhiệm chức tộc trưởng, vì hôm nay nhìn trúng hát đồng, thế nên muốn đưa nàng về làm vợ biết được mục đích của đám người này quách phàm không chút do dự liền tiến lên chắn trước người hát đồng lớn tiếng quát các ngươi muốn đem nàng đi thì phải bước qua xác của ta trước đã lưu cù thấy vậy thì lớn tiếng cười to trào phúng nói tu vi của ngươi còn không bằng nàng ta mà cũng đòi đứng ra bảo vệ sao ngươi có biết tu vi của ba chúng ta là gì không đó là yêu đế đấy thế nên một tên nhất cấp yêu vương như ngươi còn dám ở đây ra vẻ sao nếu ngươi đã muốn chết như thế thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi nói dứt lời lưu cù liền hướng quách phàm xuất thủ ngay hắc đồng ở phía sau thấy thế thì vội vàng lên tiếng hô to đại bá người còn không chịu đi ra thì sau này con sẽ không nhìn mặt người nữa lời của hắc đồng vừa dứt thì tần vũ liền xuất hiện trong chớp mắt đã đem ba tên yêu đế kia diệt xác nhìn thấy cảnh này làm quách phàm kinh ngạc không thôi thậm chí hắn còn chưa nhìn rõ đại bá của hắc đồng xuất thủ như thế nào thì ba tên yêu đế kia đã tai mạng rồi lúc này đối mặt với một siêu cấp cao thủ như vậy làm hắn có chút run rẩy nhất thời không biết nói gì về phía tần vũ xử lý xong ba tên kia thì hắn liền quay đầu lại nhìn quách phàm khẽ gật đầu tán thưởng hiển nhiên là hắn rất hài lòng với hành động vừa rồi của quách phàm tuy biết bản thân không đánh lại đối phương nhưng vẫn đứng ra bảo vệ hắc đồng ngay sau đó tần vũ cũng không ở lại tinh cầu này nữa để tránh rắc rối phát sinh nên hắn liền đưa hắc đồng và quách phàm trở về lưu lam tinh không lâu sau thì ba người cũng trở về đến căn cứ điểm tại lưu lam tinh khi thấy hắc đồng dẫn theo quách phàm trở về thì tất cả mọi người đều tập trung đến đây chăm chú nhìn quách phàm đánh giá một lượt nhìn tới nhìn lui một hồi, hầu phí liền lên tiếng nói, thật không ngờ được tiểu đồng nhà ta vừa mới ra ngoài một thời gian đã mang người yêu về rồi, không bù cho nhị bá con chút nào, đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Về phía những người khác, khi thấy tiểu hắc đồng dẫn bạn trai về ra mắt thế này thì ai nấy cũng vui vẻ, với lại mọi người nhìn quách phàm cũng không đến nỗi nào, nên không ai có ý kiến gì cả, chỉ riêng có hắc vũ là cảm thấy không vui thôi. Tần Vũ thấy thế cũng không nói gì, đợi khi mọi người rời đi hết thì hắn mới lên tiếng hỏi nguyên nhân, mà theo như lời Hắc Vũ nói thì hắn mới biết, nguyên nhân mà hắc vũ không thích là do quách phàm không phải là siêu cấp thần thú cũng không có trí nhớ truyền thừa gì cả với thiên phú như vậy thì sau này làm sao có thể bảo vệ hắc đồng được liệu rằng mối tình này của tiểu hắc đồng có được cha mình chấp nhận hay không thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp nội dung trong các tập sau nhé